4 con. Cái thằng đi hội đây. 6 con bây giờ còn 4 con như chạy. Ơi lạ à nghe. Mất đi vậy. Cái ông hồ. Ông ơi. Ông coi mất tiêu hết hai con gà kìa. Vòng vòng đây không chứ đâu. Bắt tiêu rồi kiếm hồi sớm bây giờ luôn. Công nhận cái sớm là sớm quỷ, sớm ma, sớm cà ra, xí muội. Cái sớm gì mà sơ hở là mắt, sơ hở là mắt à. Trời đất, cái thằng thiên nhiên hội cho không thấy ngờ, không thấy ngờ luôn. Mẹ bà nó thiệt chứ tức muốn chết luôn nha. Không có gì lạc đâu đây, không có mất vợ nhầm vợ. Lạc cái gì mà lạc. Không vợ nó đây không chứ nó không. Ôi ơi, hôm qua tôi đếm rõ ràng đó nha là 7 con đó. Mà ngày hôm nay còn có 5 con hà. Tối hôm qua lúc nó vô chuồng tôi đếm đủ rồi mà. Bây giờ đâu? Ai mà biết đâu, hay là chúng ra là nó bắt nó ăn mà không chừng nữa. Công nhận thiệt chứ. Thèm khác thì thèm khác. Đồ người ta chồng, đồ chồng cũng bẻ. Mà nuôi con bắt nữa. Thánh thằng ơi. Trời. Hai con gà không à, để mốt cái vỗ quẩy rồi nuôi cho nó lớn. Để mắc anh hai cho. Có thèm muốn khác, có thuộc lưỡi quá. Nói tao cho chứ đâu có làm cái ăn kiểu này được. Công nhận thiệt. Tức á. Tao nói cái xóm này ha, cái xóm này là xóm quỷ, xóm ma, xóm cà na, xí muội. Cái xóm này đẩy hai con gà cũng mắc nữa ha. Có thèm có cái thục lưỡi quá thì nói là cho ha. Còn thầy bắt ăn hết trơn đi ha. Cái chỗ người ta trồng, trời ơi, chỗ người ta nuôi. Ta nuôi cực khổ, nuôi từ lúc mà nó còn chích. Bây giờ nó bự lên, rồi chúng mày ăn đi. Tao giái cho ăn đi ha, ăn đi, ăn cái thục lưỡi đi. Ai làm gì mà chị, chữ dữ vậy chảy. Ai làm gì mà chị, chữ dữ vậy chảy. Ai làm gì mà chị, chữ Lũi kiếm hồi sáng tới giờ luôn nội. Kiếm hồi sáng là nó bắt tiêu hai con gà luôn. Tao giái trời ăn đi ha. Ăn đi tụi bay ăn đi. Ăn cho hết đây tao cho đó. Em đừng quá, đừng đi lạc chị ơi. Nó bắt nó ăn rồi. Lạc đâu mà lạc. Em kiếm hồi sáng tới giờ luôn. Kiếm sáng giờ vậy là bắt ăn rồi đó. Ăn rồi nha. Ai mà trời ơi, em lạc nó đâu đi đâu mà lạc. Đâu mà lạc. Tụi bay mà thấy ông đau không? Hả? Tụi kiếm hồi sáng giờ mà lạc gì? Nhiều khi nó chui bụi này. Rồi bây giờ đứa nào mà có lỡ bắt con gà nó thì nói với nó tiếng đi cho nó nghỉ chửi đi trời. Thằng đâu nha, con coi, 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 coi chừng nha, chó rồi nó chụp á. Chó nào chụp, ai đây mày chó nào chụp, cái gà có chơi mà chó nào chụp vô đây. Rồi đi đâu xa xa, ăn mà đói chứ nè. Sao tao vô? Bà coi đó. Hôm qua nó bị mẹ nó bẻ hai trái mít được kìa. Thằng ơi, sao mà kỳ khô vậy trời. Bây giờ đứa nào có thì đứa đó là đứng ra nhận đi. Nhưng mà số mà nhận là chứ đâu rồi. Bà có nhận đi. Bà có ăn của bà không? Bà có không nhận được. Anh nói ơi, nhà tôi nuôi vịt ai mà ăn gà má này ngồi mà. Khác vậy người ta đi ngoài chợ tao mày mẹ tao ăn mày đi. Con nhận ngộ ghê thiệt. Có hai con gà cũng mắc đó. Công nhận thấy ghê thiệt trời. Bà trả cho mấy trời ơi. 12 giờ trưa đó trả cho bà đi cho bà đừng có chửi nữa nè. Bây giờ á, tụi bay ăn mà tụi nhắm ăn hết trơn đàn của tao không? Nếu mà nhắm ăn hết được qua được lấy ra cho đó. Tao cho nó đem nhận hết trơn đi. Ha, cái quỷ cái ma. Thôi em ơi, từ từ bỏ đi. Bây giờ mình tản kiếm đi. Bây giờ phải ăn hoài, hai con gà nó cũng tản kìa. Kiếm đi. Kiếm chùm tiếp bác ơi. Không có lũi đâu không? Để nó. Biết mà có hai con mắt nữa mà tự nhắm vậy chứ. Gà bự rồi, gà 2 kg rồi. 2 kg rồi hả? Gà mái hay gà trống? Gà mái. Ô, coi chừng nó đi đẻ bậy nha. Đẻ bậy nào, đẻ bậy. Ổn như cái xui đi rồi cái may mắn tới thì sao? Cái này là cái chuyện bình thường đối với chị. Ăn đi cho không được nữa. Ha, lấy hết đi. Vậy không tức. Mà này mày nhắm mày nuôi mày tức không? Mày nuôi từ nhỏ tới lớn, từ lúc mà nó chích nó mổ từng hạt lúa. Cái mình cho nó ăn, mình cho tắm cho nó. Mình hàng ngày mình lùa, mình nghĩ là như con mình vậy đó. Mình nuôi cho nó lớn lên mà ăn thịt, đúng không? Bây giờ nghĩ là nó ăn trước mình rồi, mày thấy tức không? Phải rồi, tao nuôi gà lấy ba lớn đó mà mắc, tao tức rồi phải rồi. Sớm này đó giờ đâu có vụ này đâu, bữa nay gà mình thịt nữa. Cái bãi gì bây giờ mắc mới tức nè.
Sao đó vậy, có mắc gì đâu mà. Đã vậy nha, nó vô nó bẻ mít hôm qua mới có hai trái, có thể bẻ cho biếu cho bà con hàng xóm. Mẹ bà chưa kịp biếu nên nó hái trước rồi. Giờ sầu riêng nó vô nó phá banh chứ. Cái gì đó mà kỳ cục ghế chạy. Cái gì đó mà có cái gây thù chú quán gì với ai không? Cái xóm này tôi dễ thương với đó má. Cái xóm này tôi hiền quá mà. Đi đâu mít có 1 ký có 5 ngàn mà không đi giao chợ mua đi. Tính ra nãy giờ chị thì mới nào luôn á. Nhớ kỹ tôi có mấy đồng với anh trời. Mấy chút mấy đồng vậy. Trời ơi, cái gì? Nó con chó là cái gì? Gì? Con chó là hả? Chó đâu cũng nè. Sao nó kêu giống như nói đi. Kêu nhỏ lớn rồi quen rồi. Thôi nó đặt con gà là kia kia. Những cái con chó không chứ. Thôi đi về mấy mẹ thôi. Chuyện gì quá. Chưa không biết cái gì luôn. Mẹ bà nó sao mà kiếm một cái ha. Thằng nào tới thằng nào tao bẻ tay nó cho nó biết. Gà ơi. Gà ơi. Mẹ nè con ơi. Gà ơi. Gà ơi đi đâu rồi trời. Nguyên một cặp gà mái luôn. Gần đẻ tới rồi đó. Bà leo dãnh làm gì vậy? Ôi sao không mắc gì không có xuống dưới kiếm. Thì tôi coi đây, bây giờ tôi hú tiếng nó này, tiếng gà đó nè, nó có gà không? Gà mái má ơi, gà mái chứ không phải gà trống bà ó. Thì mình giả tiếng gà trống, gà mái nó mới thấy gì nó mới chạy ra. Mẹ bà nó chắc mắc thiệt chứ gì nữa mà không mắc. Công nhận thấy ghê thiệt chứ. Cái sớm nè, sợ hở là mắt hả? Có khi nào sáng nay nóng quá nó lặn nó tắm sông không ta? Con gà nó làm cái voi cái mập mà tặng lặn tắm sông nha ông nội. Ai biết thấy nắng quá nó lặn tắm sông rồi sao? Ông xíu vô mò coi. Tức ghê thiệt luôn á. Sơ hở là mắt. Ta nói nghe, nè. Không ai giọng nhỏ cái mít lên nhà ông chồng đi. Có hai trái cũng để cũng bẻ nữa. Tôi kêu bà hồi chiều hôm qua là đi gào lại rồi, hai trái nó gần chín rồi đó. Không vô đi là gào. Trời, thiệt tức thiệt á. Kiếm ở đâu bây giờ trời? Thôi nghỉ mẹ dẹp mẹ không đi vô vô đi. Thôi vô cho đi. Ăn như đó tên lấy cho đó. Giờ nguyên cái giường chà bá thì kiếm hai. Giỏi qua lấy chân đi. Đừng nấy con nào nữa chân á. Ôi, bực bội hả? Cái cổ con gì ta? Nguyên mày gà mất tiêu cho ông ơi. Mà mày dịch đó mày. Ai mà biết. Mấy đứa này nó lộng hành gì trời. Không bữa mất hai con rồi mới nay mất nguyên bầy luôn. Sáng nay bà có kiểm không? Hôm qua là tối hôm qua thằng lùi ở chuồng cho nó ngủ mà sáng nó mất cái bụi này cho nó ăn nè. Mà bà dịch với bà gà mất tiêu còn không có uống gà mấy luôn kìa. Trời ơi. Kiểu này nó đi đâu. Trời đất cánh thằng thiên địa hội ơi, mấy đứa này lộng hành gì trời. Mất nữa rồi. Được là mất nữa rồi nha. Mấy đứa nó bị ăn thiệt chứ. Mẹ bà đó. Sáng nay tôi ra tôi chưa gác bỏ không có con nào vô vậy. Tao phải chửi cho lòi con gà ra mới được. Gà trời cái gì hoài luôn á. Công nhận cái sớm này nó sớm nó quỷ sớm ma chứ thiệt trời. Hôm qua mắt hai con cao ông nói rồi. Bữa nay là mắt nguyên một bầy luôn. Bà nội cha đó ăn nào không nhả cái gì tao nha. Em khát lắm anh gì á. Em khát nước tao cho. Tức cá. Tức chứ đâu mà ăn hết trơn đi trời. Cái gì á. 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 Cái mắt hai con gà. Ông tức đi. Bữa nay mắt hết trơn luôn. Nghĩ gì tới đâu. Nguyên một bầy gà bà dịch mắt hết trơn luôn bà. Bầy gà thêm bầy dịch nữa. Ai bắt? Chị bắt con. Em bắt con dịch nè. Tại bữa hổm chửi đó nói ai muốn ăn thì ăn hết đi. Mày nói mày cho hết. Hổm chửi đâu. Hổm bữa bắt hai con đó. Nói mà. Nói gì? Để tôi dịch lại cho. Tụi bay ăn được, tụi bay bắt ăn hết đi. Tao cho hết luôn. Bữa đó ai nghe cho ta lên. Mà con dịch của chị nấu chào ngon lắm. Nhưng mà hai con trước là không lấy nha. Đúng rồi. Anh lấy ra là chị bắt hai con gà mái. Bây giờ mái đang ôm xuống luôn. Tại vì đợi cái đợt sau em nói chị mới làm. Không mà chị canh hai con gà mái ôm trước. Con gà mái ôm trước ngon lắm. Là mọi người là bắt gà của tôi. Ôi sao vậy? Cái gì? Cái mẹ. Cái mẹ cho tao ăn thôi. Cho rồi sao? Ngày em bỏ mày nói rồi. Ai ăn hết đi. Cho hết luôn. Ai muốn ăn thì bắt lấy.
nè, còn con đúng không? Chừa lại con cho mày làm giống 11 để anh thì con bắt nha. Mày cho chờ đó, cái này cái mày gạch quá. Dạ dạ dịch cho tôi. Cho đại rồi đòi lại. Cho nào? Bữa mày nói sai đó, cho lên không sai. Chị mới nói bữa nè. Đi nó ăn nói lớn, nó nói là làng nữa. Ê, không mấy mày cho tao lớn đó, nói một là một, hai là hai chứ không biết. Đi luôn. Cái này tôi đang tức, tôi nói thời gian của nó mà gì vậy? Mà biết đâu. Không biết ăn tức đâu. Sớm này đó giờ hạt hàm à. Không, nhưng tao nghe nè. Nhà nó không mở nha. Ấy mà không. Không bằng giùm tú cháu ngon. Biết giờ nhà tôi, đi về nhà cho tôi. Đi hết, đi hết. Mày thằng thắm ơi, anh chạy không cả nha. Em có lấy mày măng thôi à. Cái sớm này nó yêu quái vậy trời. Bà nội cha nó. Ê ơi, không có tôi nói thiệt đi hả? Nhưng mà cái miệng bà nói luôn đó đâu. Nói gì? Đi rồi đây. Tụi bay nha. Tụi bay bắt hai con được rồi, bắt hết đâu đi, cho đó. Cũng cái miệng bà không, bữa nay tao bắt hết trơn rồi đó. Tôi ngu gì vậy trời? Em mày nói gì vậy? Nó bớt vậy. Nhà mình hết trơn rồi, hết trơn gà, hết trơn vịt rồi, nói giùm tôi kiếm nào nữa. Để mốt qua bắt hết trơn nữa bây giờ nè. Trời ơi. Tao bay giỏi á, tao bay qua kinh cái nhà tao luôn đi. Im lặng. Lát nó qua nó bưng thiệt là báo nữa đó. Qua nó muốn sáng cậu nó bưng thiệt luôn đó. Tức á. Đi vô nhà, bớt giận.